Thưa quý vị và các bạn, một nữ công nhân điện lực Đồng Văn trên đường đi làm việc trở về nhà đã giúp đỡ một phụ nữ người dân tộc thiểu số sinh con thành công bên vệ đường. Hành động đẹp của nữ công nhân lan tỏa trong cộng đồng mạng và ngành điện lực Việt Nam. Mới đây, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ra quyết định tặng giấy khen đột xuất cho nữ công nhân. Người phụ nữ trong clip là chị Hoàng Thị Bích, công nhân đội kinh doanh dịch vụ số 2 Điện lực Đồng Văn. Vào ngày 11 tháng 10, khoảng 8 giờ tối trên đường đi chốt chỉ số công tơ phục vụ cho việc thay đổi giá bán điện từ xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc trở về nhà, chị Bích đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ người Mông bên vệ đường. Clip lan tỏa trong cộng đồng mạng xã hội về hành động đẹp của nữ công nhân ngành điện. Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ra quyết định tặng giấy khen đột xuất cho nữ công nhân về hành động cao đẹp giúp đỡ người dân. Chị Hoàng Thị Bích sinh năm 1990, người con gái vùng xuôi đã công tác tại Điện lực Đồng Văn được 12 năm. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, đi đến các thôn bản vùng sâu vùng xa, chị Bích đã không ngần ngại chia sẻ, động viên giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hành động của nữ công nhân đã tô thắm thêm hình ảnh của cán bộ điện lực, những con người gần gũi và gắn bó với đồng bào các dân tộc thiểu số.